Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. J-Park gọi Big Bang là nhóm nhạc vĩ đại nhất K-pop, fan BTS không phục. Khen ngợi Big Bang là nhóm nhạc nam vĩ đại nhất K-pop, J-Park đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan K-pop, nhất là ARMY. Trước khi tạm biệt fan để lên đường nhập ngũ, Big Bang đã có một khoảng thời gian dài thống trị làng nhạc K-pop. Với tài năng phong cách âm nhạc cũng như thành tích tạo lập được, nhóm nhạc nhà EZ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là một trong nhóm nhạc nam hàng đầu của K-pop. Đó không chỉ là điều được cộng đồng fan K-pop công nhận, mà kể cả đối với đồng nghiệp trong ngành. Mới đây, một ca sĩ đình đám đã dành cho Big Bang những lời ca ngợi nhiệt tình. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi, bởi lời khen ngợi này đã gây ra một trận tranh cãi lớn, khi một số fandom khác không hài lòng, điển hình như fandom BTS. Mới đây, J-Park đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân Twitter để chia sẻ cảm nghĩ của mình về Big Bang. Theo quan điểm của J-Park, Big Bang là nhóm nhạc đỉnh nhất khi hội tụ đầy đủ những điều mà hầu như idol group nào cũng mơ ước. Theo đó, trên trang cá nhân, nam rapper viết: "Tôi nghĩ Big Bang là nhóm nhạc nam vĩ đại nhất lịch sử K-pop. Họ có đầy đủ mọi thứ, tài năng, cá tính, những sân khấu đỉnh cao, những bản hit lớn và những nghịch cảnh." Bài viết của nam rapper người Hàn ngay lập tức đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, với hơn 11.000 lượt thích cùng hàng ngàn lượt bình luận. Song bên cạnh những ý kiến đồng tình thì phần lớn trong số đó là các ý kiến trái chiều. Trong đó, nhóm người quan tâm được chia sẻ hai phe, một phe là cư dân mạng Hàn, nhóm khác là cộng đồng fan K-pop. Với ánh mắt khắt khe dành cho Big Bang, phần đông netizen Hàn Quốc đã không hài lòng trước dòng quan điểm của J-Park. Họ cho rằng J-Park không nên ca ngợi một nhóm nhạc vướng quá nhiều rắc rối nghiêm trọng như Big Bang. Thậm chí họ còn gọi Big Bang là ổ tội phạm, những kẻ gây rối của showbiz. Mặt khác, ở phía cộng đồng fan K-pop lại xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều fan cho rằng K-pop vẫn còn rất nhiều đại diện nam nổi bật như DBCK, Super Junior, EXO và BTS. Nói ở thời điểm hiện tại, BTS mới là nhóm nhạc có sức công phá đỉnh nhất. Thậm chí, những gì mà họ làm được đều đáng góp phần tạo nên lịch sử cho K-pop. Xét về độ lan tỏa cũng như thành tích đạt được, BTS hiện tại được cho là đã vượt qua đàn anh Big Bang. Vì thế, một số người hâm mộ cho rằng J-Park gọi Big Bang là nhóm nhạc nam vĩ đại nhất K-pop là không đúng, trong khi BTS mới là những chàng trai xứng đáng nhất cho ngôi vị này. Song nhiều ý kiến lại khẳng định Big Bang hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi trên. Dù che già măng mọc, nhiều nhóm nhạc nam khác vẫn đang vươn mình để thay thế vị trí của Big Bang, nhưng họ vẫn là nhóm nhạc nam thần tượng của K-pop. Huống hồ, đây chỉ là quan điểm riêng của J-Park.